Tiếp nối phần 1 của series, những cầu thủ cực kỳ nổi tiếng mà có thể bạn không để ý họ đến từ quốc gia nào. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần 2 với những câu hỏi hóc búa hơn nha. Liệu bạn có biết cựu tiền vệ của Arsenal và Barcelona Alexander Halep xuất phát từ đâu không? Câu trả lời là Belarus. Thế còn quê hương của Naby Keita, tiền vệ đang khoác áo Liverpool thì sao? Guinea. Chính xác rồi đấy. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng thử sức với 8 cái tên còn lại chuẩn bị được nhắc đến sau đây nha. Vị trí số 10, Marek Hamšík, Slovakia. Hamšík được xem như biểu tượng của câu lạc bộ Napoli cũng như bóng đá Slovakia. Trải qua 12 mùa bóng gắn bó với câu lạc bộ phía Nam Italia, anh luôn miệt mài cống hiến trọn vẹn sức lực và tài năng của mình cho màu áo xanh. Năm 2017, bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho Napoli trong cuộc đối đầu với Sampdoria đã giúp Marek Hamšík vượt qua cột mốc của huyền thoại Diego Maradona cũng như đi vào lịch sử đá bóng với tư cách là người ghi bàn thắng nhiều nhất câu lạc bộ Napoli. Tính xa hơn trong lịch sử Serie A, cũng hiếm có cầu thủ nào có được sự bền bỉ như Marek Hamšík. Qua 12 năm chơi cho Napoli, Hamšík có 4 mùa đá trọn vẹn 38 trận, 4 mùa đá 37 trận, 1 mùa đá 32 trận và 1 mùa đá 28 trận. Chẳng những vậy, Hamšík còn là tiền vệ ghi bàn nhiều nhất Serie A trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Anh không chỉ là lá phổi mà còn là trái tim lẫn lá khiên của câu lạc bộ. Nỗi tiếc duy nhất trong sự nghiệp của Marek Hamšík có lẽ là việc anh vẫn chưa một lần nào chinh phục được danh hiệu Scudetto. Vị trí số 9, Pierre-Emerick Aubameyang, Gabon. Kể từ khi Robin van Persie rũ bỏ màu áo Arsenal để chuyển sang đầu quân cho Manchester United vào năm 2012, các cổ động viên pháo thủ đã luôn mong mỏi chờ đợi một sự xuất hiện của một tiền đạo đủ đẳng cấp, có thể thay thế van Persie hay thậm chí là trước đó Thierry Henry tại sân Emirates. Tháng Giêng năm 2018, Pierre-Emerick Aubameyang chính thức gia nhập Arsenal với mức giá 79 triệu đô để trở thành ba hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ. Trước khi cập bến Sassuolo, tiền đạo người Gabon có 5 mùa giải cực kỳ thành công cùng với Dortmund. Trong mùa giải 2016-2017, Aubameyang ghi tới 31 bàn thắng sau 32 lần ra sân và ẵm luôn danh hiệu vua phá lưới Bundesliga. Là mẫu tiền đạo toàn diện, Aubameyang có đầy đủ tốc độ, kỹ thuật, khả năng dứt điểm và một thể hình cực kỳ lý tưởng. Không chỉ tài năng, chàng trai được biết đến với biệt danh tia chớp vàng, còn được biết đến với phong cách ăn mừng rất chi độc đáo khi anh thường xuyên chuẩn bị cho mình những chiếc mặt nạ hoặc tạo hình kiểu dáng của các siêu anh hùng sau mỗi lần lập công. Tại Arsenal, Aubameyang vẫn đang duy trì được bản năng sát thủ của mình với thành tích 54 bàn thắng sau 85 trận đấu. Chỉ mới đây thôi, anh lập cú đúp giúp đội nhà đánh bại Chelsea và mang về chiếc cúp FA thứ 14 trong lịch sử và sau đó là trận siêu cúp Anh khi chính Aubameyang là người mở tỷ số và là người đá quả penalty quyết định. Vị trí số 8, Timo Pukki, Phần Lan. Không chỉ riêng Todd Cowell mà Timo Pukki cũng có riêng cho mình những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng ở Premier League mùa giải đã qua, mặc cho bản thành tích thảm hại của chim hoàng yến. Tiền đạo 30 tuổi ghi được 11 bàn thắng sau 38 lần ra sân và sẽ là mục tiêu lý tưởng để các đội bóng cạnh tranh suất nhiều Europa League theo đuổi. Trước khi trở thành niềm tự hào của người Phần Lan trên bản đồ bóng đá thế giới, Timo Pukki đã phải lưu lạc qua hàng loạt những đội bóng khắp châu Âu như KTB, HGK, Schalke 04 hay Celtic. Chuyển đến Norwich như dạng cầu thủ tự do vào năm 2018, Pukki lập tức thi đấu bùng nổ với 29 bàn thắng sau 43 trận tại giải hạng nhất để đưa chim hoàng yến trở lại với sân chơi cao nhất nước Anh. Do đó, Timo Pukki cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải hạng nhất mùa giải 2018-2019. Chàng sát thủ đến từ Bắc Âu tiếp tục giữ vững phong độ của mình trong mùa giải ra mắt Premier League. Timo Pukki là cầu thủ đầu tiên ghi được 4 bàn thắng chỉ sau 2 lần ra sân đầu tiên, một thành tích vô tiền khoáng hậu mà ngay cả những huyền thoại như Thierry Henry, Ruud van Nistelrooy, Alan Shearer hay Sergio Aguero đều không làm được. Đã có thời điểm, Pukki đứng đầu danh sách vua phá lưới Premier League, mặc dù anh không có những vệ tinh xuất sắc xung quanh để hỗ trợ. Với lối chơi đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, mạnh mẽ trong các pha không chiến và khả năng đánh hơi bàn thắng cực nhạy, Timo Pukki thường xuyên xuất hiện đúng lúc đúng chỗ vào những thời điểm then chốt và dứt điểm vô cùng quyết đoán. Anh được người hâm mộ nước nhà kỳ vọng sẽ nối gót tiền vệ huyền thoại Jari Litmanen làm rạng danh nền bóng đá Phần Lan. Vị trí số 7, Geoffrey Kondogbia, Cộng hòa Trung Phi. Kondogbia không chỉ là minh chứng tiêu biểu cho số phận hẩm hiu của những cầu thủ nổi danh từ khi còn rất trẻ, mà còn là một nạn nhân của tình trạng khủng hoảng thừa tài năng của nền bóng đá lớn. Dù chàng tiền vệ 27 tuổi có đầy đủ những tố chất như tầm nhìn, khả năng đọc vị trận đấu, thể lực dồi dào và phong cách chơi bóng đầy máu lửa, nhưng vẫn không thể nào cạnh tranh một suất thi đấu tại đội tuyển quốc gia Pháp khi hàng tiền vệ của Le Bleu đã quá chật chội với những Pogba, Conte,
Tolisso hay Matuidi. Do đó, Colombia đã phải lầm lỗi quay trở về khoác áo đội tuyển quốc gia Cộng hòa Trung Phi. Ở cấp độ câu lạc bộ, con đường sự nghiệp của anh cũng chẳng mấy suôn sẻ. Sau hai mùa bóng đáng quên tại Ý trong mùa áo Inter, Colombia chuyển sang chơi Valencia và giúp Bayern vô địch cúp nhà vua 2018-2019, danh hiệu đầu tiên mà họ đạt được sau 11 mùa giải liền trắng tay. Vị trí số 6, Victor Wanyama, Kenya. Trước khi chuyển đến thi đấu cho Tottenham Hotspur vào năm 2016, Wanyama vốn là một tiền vệ đầy triển vọng của bóng đá Kenya. Dưới trụ đạo của Mauricio Pochettino, Victor Wanyama là một chuyên cái tên không thể thiếu trong đội hình xuất phát của The Lily White. Thật chẳng may, mối quan hệ giữa họ bỗng chốc trở nên xấu đi khi tiền vệ 28 tuổi phải ngồi dự bị trong trận chung kết Champions League 2018-2019. Khi đội bóng gặp khủng hoảng lực lượng ở hàng tiền vệ, Wanyama đã được Pochettino tin tưởng cho ra sân từ đầu trong trận lượt về vòng tứ kết cúp châu Âu với Man City và cả hai lượt trận bán kết gặp Ajax. Nhưng trong cuộc đối đầu định mệnh với Liverpool, Wanyama lại phải ngồi ngoài và điều đó khiến anh cảm thấy bất bình. Tôi thật sự phát điên khi không được ra sân ngay từ đầu ở trận đấu đó. Tôi thậm chí còn điên hơn khi chúng tôi để thua. Kể từ khi Jose Mourinho lên nắm quyền, Victor Wanyama cũng không được trọng dụng và anh đã khăn gói chuyển đến Montreal Impact. Vị trí số 5, Stevan Jovetic, Montenegro. Tiền đạo đến từ Montenegro là cái tên được rất nhiều câu lạc bộ lớn châu Âu săn đón sau khoảng thời gian dài thi đấu thành công trong mùa áo của Partizan và Fiorentina. Mang trong mình những phẩm chất hoàn hảo để sắm vai một tiền đạo, Jovetic có đầy đủ cả tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật cá nhân và sự sáng tạo trong phong cách chơi. Nhờ đó, anh có thể thi đấu ở mọi vị trí trên hàng công. Chẳng những vậy, ngoại hình và kiểu tóc của Jovetic còn làm người hâm mộ La Viola liên tưởng đến chàng gian thủ huyền thoại với đuôi ngựa thần thánh Roberto Baggio. Năm 2013, Jovetic gia nhập Manchester City với bản hợp đồng trị giá 26,7 triệu euro. Đáng tiếc thay, tiền đạo người Montenegro thường phải đóng vai trò kép phụ tại Etihad sau khi dính phải quá nhiều chấn thương và dần đánh mất đi bản năng sát thủ của mình. Bản thành tích gồm 11 bàn thắng sau 2 mùa giải khiến anh phải nói lời tạm biệt với The Citizen và cứ thế lưu lạc qua hàng loạt những câu lạc bộ lớn nhỏ như Inter, Sevilla và Monaco. Vị trí số 4, Kakakalaza, Georgia. Trước khi chuyển đến thi đấu tại AC Milan, Kakakalaza từng chơi cho Dinamo Tbilisi từ năm 93 đến năm 98 và Dinamo Kiev từ năm 98 đến 2001. Năm 2001, Kalaza trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Georgia khi gia nhập AC Milan với mức phí chuyển nhượng lên đến 16 triệu euro. Tại đây, Kalaza đảm nhận vai trò vị trí cánh trái để Paolo Maldini có thể chuyển sang thi đấu ở vị trí trung vệ. Từ đó, bộ tứ vệ Kalaza, Maldini, Nesta, Costacuta được hình thành, tạo nên một tấm khiên vững chãi trước khung thành của Dida. Sau 9 năm gắn bó với San Siro, Kakakalaza đã có đến 2 lần được nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá, cùng với đó là một chiếc vô địch Serie A và hai danh hiệu siêu cúp châu Âu. Vị trí số 3, Naby Keita, Guinea. Naby Keita là một phát hiện đầy thú vị của Rasenborg Leipzig. Kể từ trước khi chuyển đến thi đấu cho Liverpool, tiền vệ người Guinea đã chứng tỏ được những phẩm chất quý giá của mình trong hai mùa bóng thi đấu tại Đức như nền tảng thể lực dồi dào, khả năng công thủ toàn diện, khả năng đánh chặn, thu hồi bóng và những cú sút xa với độ chính xác cực cao. Liverpool đã phải bỏ tới 60 triệu euro để sở hữu được Naby Keita, nhưng tiền vệ sinh năm 95 vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn trong mùa áo đỏ vì dính phải những chấn thương liên miên. Vị trí số 2, Jan Oblak, Slovenia. Nếu như Barcelona có Messi, Real Madrid có Benzema, thì ngôi sao sáng nhất của Atletico Madrid chính là thủ môn Jan Oblak. Cầu thủ đến từ Slovenia vẫn luôn là một trong những người gác đền đáng tin cậy nhất thế giới khi anh có năng lực chuyên môn lẫn phong độ thi đấu cực kỳ ổn định qua 3 mùa giải. Nhờ có khả năng chọn vị trí tốt, Jan Oblak có thể cản phá hầu hết những cú sút hiểm hóc của tiền đạo đối phương chỉ với một pha bắt bóng, trong khi các đồng nghiệp thường phải đấm hoặc đẩy bóng ra xa. Bộ sưu tập gồm 4 chiếc găng tay vàng Zamora trong 4 mùa giải liên tiếp từ năm 2015 đến 2019 là chứng minh rõ ràng nhất cho đẳng cấp của thủ môn 27 tuổi. Vị trí số 1, Alexander Halep, Belarus. Alexander Halep là chàng tiền vệ tài hoa người Belarus. Anh từng có quãng thời gian khoác áo những câu lạc bộ lớn tại châu Âu như Arsenal và Barcelona. Trước khi gặp đến Emirates, Halep đã có 5 mùa giải tương đối thành công tại Stuttgart và được người hâm mộ Bundesliga ưu ái đặt cho mình biệt danh Phù thủy tập sự.
vì anh sở hữu trình độ kỹ thuật cá nhân thượng thừa khi chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi. Tại Arsenal, Alexander Lapp vẫn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía người hâm mộ, nhưng những chấn thương dai dẳng đã khiến Lapp không thể duy trì được phong độ thi đấu ổn định. Suốt 3 năm chơi cho câu lạc bộ thành London, Lapp chỉ có được 10 bàn thắng sau 130 lần ra sân. Đáng tiếc thay, sự nghiệp của Lapp bắt đầu xuống dốc không phanh sau khi quyết định chuyển sang đầu quân cho Barcelona. Ở tuổi 27, khoảng thời gian chính nhất của sự nghiệp, anh phải chấp nhận mà đúng quân trên ghế dự bị vì không thể nào cạnh tranh được với bộ ba thần thánh Xavi, Iniesta, Busquets. Trải qua 4 mùa giải đầy thăng trầm tại đội bóng Tây Ban Nha, Alexander Lapp đành ngậm ngùi quay trở về quê nhà Belarus để chơi cho các câu lạc bộ nhỏ nhằm cứu vãn sự nghiệp của mình. Vừa rồi, Cả bóng đá cũng đã khép lại phần 2 của series những cầu thủ rất nổi tiếng mà có thể bạn không biết họ đến từ nước nào. Bạn đã trả lời được đúng bao nhiêu số trong 20 cái tên được nhắc tới? 10, 15 hay là 20 trên 20? Chà, đúng là các khán giả của Cả bóng đá không phải dạng vừa. Nhưng chớ đừng có vội mừng, chúng ta hãy còn round 3, chắc chắn sẽ khó hơn. Có khi là những cầu thủ bạn còn chưa nghe đến tên. Còn bây giờ, Cả bóng đá xin chào và hẹn gặp lại trong những top 10 khác.